Xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Làng Ngọng thân mến. Thì trước khi vào tập 181 của bộ Độc Bộ Thiên Hạ ngày hôm nay thì Khánh Duy muốn chia sẻ một chút. Thì bắt đầu từ ngày mai ngày 19 tháng 11 thì chúng ta sẽ chỉ có một tập Tiên Hiệp một ngày. Tạm thời sẽ trong vòng một tuần đổ lại vì nhà mình có việc bận. Thì mong quý vị các bạn chúng ta hãy thông cảm. Và bây giờ chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 181 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 181 ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lúc bây giờ bên trong sào huyệt Ma Long, Diệp Húc vừa đến thì đã cảm thấy linh khí nồng đặc đang kéo đến, nồng đặc đến mức làm cho người khác phải căm phẫn. Bốn đầu thái thanh linh mạch, con Ma Long viễn cổ này đúng là biết hưởng thụ. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn thì thấy giữa không trung treo một mâm ngọc trắng loãng. Trong mâm ngọc, những mảnh thái thanh linh mạch dài hẹp rủ xuống, đuôi linh mạch đâm sâu vào trong lòng đất, từ trong đó rút ra địa khí tầm bổ bản thân. Bốn đầu linh mạch cực kỳ trắng kiện, so với thái thanh linh mạch mà Diệp Húc thu hoạch được kia còn to hơn rất nhiều. Bên trong linh mạch có thể nhìn đến những dải đạo văn, đạo ngân rậm rạp, thi thoảng còn có đạo vận lưu động, huyền ảo thần kỳ. Những đạo văn, đạo ngân, thậm chí đạo vận đó đều là đạo lý của 18 tầng địa ngục. Chỉ cần hấp thu luyện hóa chúng là có được đại đạo của 18 tầng địa ngục viễn cổ, làm cho bản vương khai thiên kinh càng thêm hoàn thiện. Ngoài thái thanh linh mạch, mâm ngọc phong ấn linh mạch này cũng là thứ tốt. Diệp Húc chớp mắt nhìn, mâm ngọc này đúng là thánh bảo, nhưng chất lượng và tính chất lại hơn hẳn thánh bảo. Hơn nữa, kỹ thuật rèn ra nó rất kỳ lạ, chắc hẳn là con Ma Long viễn cổ này đã cướp được từ thánh hoàng thiên giới đến đây thám hiểm. Bên ngoài hang động, hai con cự thú kia chiến đấu phát ra những tiếng ngầm vang kinh thiên động địa, có tiếng chó sủa, rồng ngâm truyền đến. Cảnh tượng hai con cự thú này chiến đấu nhất định cực kỳ kinh người, nhưng Diệp Húc khẳng định Hạo Thiên Quyển không phải là đối thủ của con Ma Long viễn cổ kia. Ồ, thần kim thần liễu. Diệp Húc quét mắt nhìn một vòng, lập tức phát hiện ra nhiều phòng giấu bảo vật bị ấn đi bằng cấm chế trên những vách tường trong hang động này, không dễ dàng mà nhìn thấy. Giỏi thật, phải có tầm 12 gian phòng bảo tàng ấy chứ. Diệp Húc vừa mừng vừa sợ, giống như vị chủ nhân tham lam đang tuần tra kho báu của mình vậy, hưng phấn đến hận không thể hoa tay múa chân. Ánh mắt của hắn quét tới một gian phòng bảo tàng thì thấy nơi đó thần kim như mặt trời chói sáng, hừng hực tiêu đốt, không ngừng phát ra thiên hỏa. Lại có thần kim như mặt trăng treo nghiêng trên không trung, lạnh lẽo vô cùng. Còn có bảo ngọc như nước, trong ngọc tiếng nhạc vang lên, xúc động lòng người. Còn Ma Long viễn cổ thu thập những thứ này, chẳng lẽ là để luyện chế tổ binh sau khi đột phá vu tổ hay sao? Diệp Húc giơ tay bắt lấy mâm ngọc kia, cười nói: chẳng qua giờ tất cả đều đã là của ta rồi. Ầm ầm ầm. Bàn tay của hắn lướt qua nơi nào, cấm chế trên khay ngọc ở nơi đó nổ tung. Con Ma Long viễn cổ này ỷ vào tu vi mạnh mẽ, nhưng so trình độ vu pháp thì kém xa Diệp Húc vạn dặm. Cấm chế của nó dưới con mắt của Diệp Húc giống như là trẻ con đùa nghịch. Tu vi Diệp Húc chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng phá vỡ cấm chế thấp như vậy thật là quá dễ dàng. Cấm chế bị phá vỡ, bốn đầu thái thanh linh mạch kia lập tức thoát ra, ầm ầm chui vào trong lòng đất. Nhưng sao Diệp Húc cho phép chúng nó trốn được? Lập tức tế ngọc lâu lên, lại giơ tay bắt lấy cả bốn linh mạch thu vào trong ngọc lâu chấn áp. Mâm ngọc này cũng chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Húc, bị hắn thu vào trong ngọc lâu. Gầm.
Bên ngoài truyền đến tiếng gầm lên giận dữ của Ma Long, hiển nhiên là Diệp Húc động đến cấm chế đã khiến cho nó cảnh giác, tính toán lập tức chạy về ổ. Còn chưa đánh xong mà ngươi đã chạy trốn rồi, thật hư à? Hạo Thiên Khuyển khiêu khích hô lên. Còn Ma Long viễn cổ kia nổi giận, bỏ qua Hạo Thiên Khuyển, nhanh chóng trở về. Nó gầm lên: Con chó chết kia, mày muốn chết thì ta sẵn sàng giúp ngươi, nhưng ta đang bị người ta trộm, không rảnh cãi cọ với mày. Diệp Phúc cả kinh, vội nhanh tay ra, đánh nát hết cấm chế trong gian bảo tàng, rồi lập tức quét hết thần kim, thần liệu ở bên trong ra, không hề liếc nhìn mà quăng vào trong ngọc lâu, rồi lập tức chạy sang gian thứ hai. Hắn cứ như thế phá vỡ cấm chế từng phòng, cướp đoạt sạch sẽ. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã cướp sạch 7 gian bảo tàng. Ma uy từ trên trời giáng xuống, con ma long viễn cổ này giận dữ gầm rú, thò đầu vào trong hang. Con mắt của nó khẽ chuyển động, thì lập tức thấy Mâm Ngọc và Thái Thanh Linh Mạch đã không cánh mà bay, mà phòng bảo tàng cũng bị người ta mở ra hơn nửa. Lập tức cầm lên, một vệt sáng đột nhiên phóng lên cao, bay qua người của nó cực kỳ thần tốc. Tiểu tác, chạy đi đâu? Ma Long viễn cổ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức phóng lên cao, gào thét đuổi theo vệt sáng kia. Nó lửa giận ngất trời, hơn phân nửa của cải để dành đã bị tên tiểu tử đó cướp đi mất rồi. Ê này, thằng cháu thận hư kia, đến chiến 300 hiệp với đại gia nào. Hạo Thiên Khuyển vọt tới, há mồm cắn thẳng vào đuôi của nó. Ma Long viễn cổ vung đuôi lên, đánh bay chú chó to lớn này. Hạo Thiên Khuyển lăn mấy vòng rồi mới dừng lại được. Nó tuy hung mãnh, huyết thống cao quý hơn Ma Long viễn cổ, thế nhưng dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, không thể so sánh với con Ma Long này được. Tốc độ con Ma Long kia cực nhanh, nhanh chóng đuổi theo vệt sáng kia. Nó mở cái miệng to đùng, cắn xuống. Một tiếng bốp vang lên, vệt sáng kia vừa rơi vào miệng của nó thì lập tức nổ bung, hóa thành một làn khói nhẹ, biến mất không còn gì nữa. Hỏng bét rồi, là một đạo vu pháp. Trong hang động của Ma Long, Diệp Phúc tản đi hư vô ấn, hiển nhiên là hiển lộ ra thân hình, ung dung thoải mái phá vỡ cấm chế năm căn phòng bảo tàng kia, quét sạch thần kim thần liệu. Hắn lại càn quét một lượt nữa rồi mới thản nhiên đi ra khỏi hang, nhảy lên lưng của Hạo Thiên Khuyển. Con Ma Long kia tức giận ngút trời, rít gào bay về. Nó vội nhảy vào trong hang. Một lúc sau, tiếng giống giận dữ truyền đến từ trong hang động đó. Đồ ăn trộm trời đánh, ngay cả cọng lông cũng không để lại cho ta. Nhưng vẫn còn may, món tâm can bảo bối kia ta giấu cực kỳ nghiêm mật, tên trộm này chắc chắn không phát hiện ra. Tên trộm đáng chết ngàn lần kia. Ma Long viễn cổ nổi giận, đùng đùng gào thét lao ra khỏi hang. Nó nhìn khắp mọi nơi, thế nhưng Hạo Thiên Quyển và Diệp Húc sớm đã chạy không còn bóng dáng tăm hơi, chẳng thể tìm ra được. Nó lập tức phun ra một ngụm máu tươi, dáng vẻ bệ vệ mất hết, uể oải lên tiếng: Thôi, thời vận không tốt, ra ngoài gặp Thái Tuế. Món bảo bối đó vốn không phải là của ta, là ta lấy được từ trên người của một tên vu tổ hộ. Diệp Húc ngồi trên lưng của Hạo Thiên Khuyển, sớm đã đi được cả ngàn vạn dặm, thấy con Ma Long kia không đuổi theo thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ công! Hạo Thiên Khuyển chạy thoát khỏi Ma Long, lập tức tức giận lên tiếng: Vừa rồi ngài không ra tay giúp ta mà đi vào hang, con Ma Long kia cướp của, làm hại ta suýt bị thằng cháu kia cắt ra làm 8 miếng rồi. Diệp Húc buồn cười đáp: Khiếu Thiên, ta không cứu ngươi ở chỗ nào chứ? Chủ công ta vây ngụy cứu Triệu, đi đến đó đào trộm bảo bối của nó sẽ không ham chiến đấu nữa, đó chẳng phải là ra tay cứu ngươi đó sao? Hạo Thiên Khuyển cẩn thận suy ngẫm, quả thật đúng là có lý này. Nó lập tức bỏ qua mọi chuyện, không quan tâm nữa. Diệp Húc cười nói tiếp: Khiếu Thiên, chờ khôi phục tu vi rồi ta sẽ tế luyện ngươi một lần, rồi rèn thêm đạo văn đạo ngân cho thân thể ngươi mạnh mẽ hơn, còn mạnh hơn cả con Ma Long ban nãy. Chờ gặp những cự thú bậc này, ngươi chỉ việc mở miệng chẳng phải là thích hơn hay sao? Hạo Thiên Khuyển nghe vậy mặt mày hớn hở gật đầu liên tục. Diệp Phúc trấn an nó xong thầm nghĩ: Con Ma Long viễn cổ này quả nhiên giàu đến chảy mỡ, số thần kim thần liệu mà nó cất giấu kia đủ luyện chừng 5-6 món tổ binh lận, gì là thiên địa tháp của ta cũng có thể tăng lên được mấy tầng rồi. Khó trách người ta thường nói của cải đầy rẫy trong thiên phần, xem ra quả đúng là như vậy. Thế nhưng thứ này rốt cuộc là thứ gì đây? Hắn lấy ra một hộp ngọc được tạo thành từ ngọc liệu cực kỳ thượng thừa. Trong hộp ngọc hiển nhiên có chứa thứ gì đó, chỉ là không mở ra được nên không biết bên trong rốt cuộc là có thứ gì. Hộp ngọc này bị con Ma Long kia vô cùng cẩn thận cất ở trong đáy hang động rất là nghiêm mật, bày ra bao nhiêu là cấm chế, hiển nhiên cực kỳ quý trọng. Diệp Phúc vốn không phát giác ra, trước khi đi mới phát hiện chỗ cấm chế này, lấy ra hộp ngọc. Ở trên hộp có dán một tờ sắc mệnh phù văn che hộp ngọc lại. Diệp Phúc lật qua lật lại xem nhiều lần,
thấy chữ viết trên sắc mệnh phù này cực kỳ huyền ảo, thần kỳ, làm cho hắn khó có thể hiểu được. Còn ma long kia giấu kín như vậy thì chắc chắn là một món bảo vật, nhưng rốt cuộc là trong hộp này đựng cái gì đây? Hắn giơ tay định bóc tờ sắc lệnh phù văn này ra, chợt thấy chữ viết bên trên kia sáng lên, một luồng sức mạnh kinh khủng nảy sinh ra từ những chữ đấy. Diệp Húc vội rụt tay lại, sắc mặt ngưng trọng. Luồng năng lượng này mạnh hơn hắn rất nhiều lần, không cẩn thận là có thể đánh cho hắn trọng thương. Tờ sắc mệnh phù văn này chắc là một phù chú luyện thành từ cấm chế dán lên hộp ngọc, không đủ thực lực hoặc không biết cách phá giải thì không thể mở được hộp ngọc đó ra. Phương diện cấm chế này có Phó Tê Lai là chuyên gia, chờ hắn tu luyện tới Thánh Hoàng đỉnh phong thì giao cho hắn nghiên cứu xem có thể cởi bỏ sắc lệnh mở ra hộp ngọc hay không. Diệp Húc thu hộp ngọc lại, cảm thấy vừa lòng thỏa ý, hắn lập tức lấy ra một đầu Thái Thanh linh mạch chuyên chú khôi phục tu vi. Linh khí ẩn chứa trong Thái Thanh linh mạch, cho dù là chất hay lượng đều hơn xa tiên linh mạch, hơn nữa đạo văn đạo ngân bên trong rất nhiều, cũng vô cùng phong phú, thậm chí còn có cả đạo vận lưu chuyển. Diệp Húc hô hấp là phun ra nút vào một lượng lớn Thái Thanh linh khí, tu vi nhanh chóng khôi phục, đồng thời những đạo văn đạo ngân không ngừng bị hắn luyện hóa. Về phần ma tính trong linh mạch, nguyên rủa của chư thiên viễn cổ thì bị hắn dùng thanh minh ấn thoải mái luyện hóa, không làm thương tổn đến bản thân. Tu vi của hắn càng ngày càng thâm hậu, hiểu biết về lĩnh ngộ 18 tầng địa ngục viễn cổ càng ngày càng nhiều. Mỗi một giải đạo văn đạo ngân bị hắn luyện hóa, liền có một lượng tri thức khổng lồ tuôn vào đầu óc của hắn. Ngay sau đó, bị hắn đưa vào bản vương khai thiên kinh hoàn thiện tâm pháp. Qua hồi lâu, Thái Thanh linh mạch kia bị hắn luyện hóa sạch sẽ, không thừa một chút nào. Mà sau hắn, trong chư thiên thế giới sau lưng kia, dưới 3000 thế giới, hư ảnh một thế giới mơ hồ bắt đầu từ từ xuất hiện. Hư ảnh này bị bóng của 3000 thế giới và tam thập tam thiên bao phủ, giấu trong bóng đêm, âm thầm khủng bố, đúng là 18 tầng địa ngục viễn cổ. Nhưng lượng tin tức chứa trong một linh mạch thực sự là quá ít, khiến hư ảnh thế giới này trống rỗng không thực, không hề chắc chắn như các thế giới khác. Chư thiên thế giới khác đã được Diệp Húc tu luyện tới đạo văn đạo ngân được hình thành, tích chứa tu vi vô cùng thâm hậu của hắn. 18 tầng địa ngục xuất hiện làm cho tu vi của hắn tăng vọt lên. Một Thái Thanh linh mạch không đủ để hắn hoàn toàn khôi phục tu vi. Diệp Húc lập tức lấy ra cành Thái Thanh linh mạch thứ hai tiếp tục luyện hóa. Hư ảnh 18 tầng địa ngục hơi có vẻ trở nên chân thật một chút, nhưng vẫn không từ hư chuyển sang thực được. Lượng thông tin chất chứa trong Thái Thanh linh mạch tuy nhiều nhưng không thể làm cho 18 tầng địa ngục hoàn toàn thành hình. E là phải Thượng Thanh linh mạch hoặc Ngọc Thanh linh mạch mới có thể khiến cho hắn luyện thành 18 tầng địa ngục từ hư thành thực. Diệp Phúc khẽ nhíu mày. Thế nhưng Thượng Thanh linh mạch và Ngọc Thanh linh mạch quý trọng như vậy, sợ là thiên phần này cũng không có nhiều. Mấy ngày sau, Diệp Phúc luyện hóa toàn bộ cả 4 Thái Thanh linh mạch, còn tế luyện Hạo Thiên Quyền một phen. Di La Thiên Địa Tháp cũng được hắn tăng lên đến 12 tầng. Cho dù là tu vi hay thực lực, hắn đều có bước tiến dài, cách Thánh Hoàng Chi một bước nữa. Nhưng 18 tầng địa ngục thì không cách nào hoàn toàn hình thành. Muốn tái hiện cảnh tượng địa ngục viễn cổ thì gian nan cỡ nào đây? E là cần lượng thông tin mà cả trăm Thái Thanh linh mạch cũng không đủ để khiến 18 tầng địa ngục viễn cổ thực hóa, hóa thành đạo văn đạo ngân. Diệp Phúc có thể tu luyện ra tam thập tam thiên chủ yếu là dựa vào môn tâm pháp Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển, hoàn toàn hấp thu sở trường nên mới luyện ra loại công pháp này. Nhưng dù vậy, tam thập tam thiên giới của hắn vẫn chưa hoàn chỉnh, còn cần lĩnh ngộ thiên địa đại đạo mới ngưng tụ đạo văn đạo ngân mới có thể bù vào chỗ thiếu sót. Mà 18 tầng địa ngục thì hắn chẳng có bất cứ nền tảng nào, hoàn toàn do mình mò mẫm, đương nhiên sẽ khó hơn tam thập tam thiên giới trăm ngàn lần. Hạo Thiên Quyển được hắn dùng bản vương khai thiên kinh tế luyện, đưa đủ loại đạo văn đạo ngân vào trong cơ thể, khiến thân thể của nó ngưng kết không ngừng thu nhỏ lại, chỉ còn dài đến trăm thước. Tuy hình thể rút nhỏ vô số lần nhưng thân thể nó đã hoàn toàn do đạo văn đạo ngân dựng thành, kết hợp với huyết mạch lực của Hạo Thiên Quyển, thực lực con phá cầu này gần như biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nay thực lực của nó đã đạt đến cấp bậc con ma long viễn cổ kia, có thể chống chọi với cự thú viễn cổ cấp Thánh Hoàng đỉnh phong hoành hành trong thiên phần này cũng không thành vấn đề. Giờ Phúc lấy phương thức luyện chế vu bảo giúp nó đúc luyện thân thể, gặp lúc nguy hiểm thì có thể tế nó lên hóa thành một con thú to lớn ăn hết bốn phương. Này ta, cho dù không dùng Di La Thiên Địa Tháp thì cũng có thể tranh phong với mấy lão Thánh Hoàng, Đặng Gia Lão Tổ, Hạ Gia Lão Tổ kia rồi. Nếu sử dụng Di La Thiên Địa Tháp, dù đám lão vô hoàng đó có tế tổ binh lên, chỉ trong vòng vài chiêu cũng bị ta đánh gục được. Diệp Húc thầm nghĩ. Di La Thiên Địa Tháp được hắn đúc luyện lên 12 tầng, uy lực lại tăng lên rất nhiều. Tòa bảo tháp này không hổ là hàng phòng chế của Thiên Đế Chứng Đạo Chi Bảo,
uy lực mạnh đúng là hiếm có. Không có món thánh bảo nào có thể so sánh với nó. Dù chỉ là thánh bảo bán thành phẩm, uy lực còn không bằng tổ binh. Nhưng thánh hoàng hay thậm chí lão thánh hoàng cũng không thể phát huy được hết uy lực của tổ binh, mà Diệp Húc lại có thể phát huy hết uy năng của Di La Thiên Địa Tháp, uy lực còn trên cả thánh hoàng thúc dục tổ binh. Diệp Húc đột nhiên nhớ tới một chuyện, trái tim đập thình thịch hẳn lên. Không biết Ngọc Lâu của mình có thể dùng phương thức luyện chế Di La Thiên Địa Tháp để tế luyện lại một lần nữa hay không đây? Khi có cùng số tầng, uy lực của Ngọc Lâu còn hơn cả Di La Thiên Địa Tháp rất nhiều. Nếu có thể chú luyện Ngọc Lâu lại một lần nữa, thực lực của hắn sẽ tăng lên cỡ nào đây? Ngọc Lâu của ta trước nay đều dựa vào linh khí chống đỡ, dùng linh khí tầm bổ ngọc thụ trong Ngọc Lâu chứ không tăng lên số tầng. Mặc dù như vậy, uy năng của nó cũng đạt tới mức cấm bảo, không hề kém thánh bảo bình thường. Nếu ta lấy phương thức luyện chế vu bảo để luyện chế Ngọc Lâu, uy lực của nó ít nhất cũng không dưới Di La Thiên Địa Tháp, thậm chí còn vượt qua cả Di La Thiên Địa Tháp ấy chứ. Diệp Húc nghĩ đến đây lại cười khổ một tiếng. Luyện chế một tòa Di La Thiên Địa Tháp đã khốn khó như thế, thêm một Ngọc Lâu với khẩu vị còn lớn hơn cả Di La Thiên Địa Tháp, áp lực cho hắn sẽ tăng lên gấp bội. Nghèo quá đi thôi. Diệp Húc thở dài, ngay sau đó tinh thần lại phấn chấn hẳn lên. Thiên phần này đâu đâu cũng đầy của cải, nơi nào cũng là bảo địa, bảo sơn chưa hề khai phá. Chỉ cần không chết là có thể vơ vét được một khoản lớn. Hắn tích lũy càng ngày càng hùng hậu, nhưng nếu tu luyện tâm pháp đế cấp, đạt tới thánh, thánh hoàng, đủ mở ra đạo môn, nhảy ra ngoài thì vẫn chưa đủ. Ở trong Ngọc Hư Cung, bó tay bó chân, làm sao có kỳ ngộ bậc này được? Khiếu Thiên, đằng trước kia ma khí ngất trời, hơn phần nữa là có cự thú ẩn nấp rồi, chúng ta đi xem. Ánh mắt của Diệp Phúc đột nhiên sáng lên, hắn nhìn thấy ma khí dày đặc ở phía trước, liền cười nói: "Lần này ngươi xung phong trước đi, nếu không địch lại được, chủ công sẽ tới vây ngụy cứu triệu." Hạo Thiên Khuyển cực kỳ nhiệt tình, cười ha ha nói: "Hệ chủ công, em được ngài tế luyện một phen, nay ta cảm thấy cả người đầy khí lực, khó có thể dùng hết được. Lần này không cần ngài vây ngụy cứu triệu, đại tôn vương ta có thể vật con cự thú phía trước ăn ngấu nghiến được rồi." Diệp Phúc gật đầu. Hạo Thiên Khuyển lập tức nhảy ra ngoài khiêu chiến, dẫn con cự thú ẩn nấp trong vùng khỉ ho cỏ gáy này ra. Một con tử hưu cự thú lao ra từ trong rào huyệt, cả giận lên tiếng nói: "Con chó hoàng ở đâu ra mà dám phóng uế trước cửa nhà ta vậy?" Hạo Thiên Khuyển đang định đáp thì thấy choáng váng, sau đó liền có hơn 10 con tử hưu viễn cổ lao ra, ước chừng hơn 10 con cự thú cấp thánh hoàng đỉnh phong bao nó vào giữa. "Các người có biết lý lẽ không vậy?" Hạo Thiên Khuyển kêu rên vì một ổ tỷ hưu vây công, đánh cho hoảng hốt bỏ chạy ở khắp nơi. Diệp Húc nhân cơ hội lẻn vào ổ bọn tỷ hưu viễn cổ này, cướp sạch của cải của chúng. Đám tỷ hưu cảm ứng được cấm chế ở trong ổ bị người phá vỡ, lập tức xoay người đánh tới. Hạo Thiên Khuyển thì đuổi sát ở phía sau, chỉ vậy không ngừng. Hai con tỷ hưu ở lại tiếp tục đuổi giết phá cẩu. Những con tỷ hưu khác thì cùng chạy về sào huyệt. Sau một lúc lâu, trong sào huyệt truyền đến tiếng giao thủ dữ dội, toàn bộ sào huyệt oanh một tiếng nổ tung. "Đi mau, đi mau!" Diệp Húc chật vật đến không chịu nổi, phóng ra từ sào huyệt tỷ hưu, hạ xuống lưng Hạo Thiên Khuyển, một người một chó lao vội đi. Không lâu sau, hơn 10 con tỷ hưu nổi giận gào thét đuổi theo, ma khí tận trời. Chúng đuổi theo Diệp Húc và Hạo Thiên Khuyển gần trăm triệu dặm rồi mới bỏ qua. "Làm tốt lắm Khiếu Thiên, chúng ta tiếp tục nào." Diệp Húc hăng hái rào rạt, một người một chó tìm kiếm sào huyệt cự thú xung quanh. Không lâu sau đã cướp sạch ổ không biết bao nhiêu cự thú. Ác danh lan xa, gần như tất cả cự thú đều lo sợ bất an, chẳng biết khi nào tên thiếu niên cưỡi chó kia lại mò tới cửa cướp sạch tiền tài của chúng nó. "Thành danh chúng ta vàng quá rồi, giờ làm ăn càng lúc càng khó." Trên hoang nguyên trống vắng, một con chó đột nhiên xuất hiện, trên lưng chở một thiếu niên áo lam. Thiếu niên này lẩm bẩm: "Này cự thú vùng ngoại vi, thiên phần đều bị biết tên tuổi chúng ta cả rồi, rất là phòng bị, khó có thể đắc thủ được. Chẳng lẽ chỉ có đi sâu vào trong thiên phần thì mới cướp đoạt được thêm nhiều của cải hay sao?" Một người một chó này đương nhiên là Diệp Húc và Hạo Thiên Khuyển. Trước đó không lâu, bọn họ đi cướp một con cự thú, ai dè bị nó ám toán. Con cự thú này nhảy ra ứng chiến Hạo Thiên Khuyển, lại âm thầm mai phục nhiều cự thú chủng tộc khác. Diệp Húc vừa đi vào thì đã bị đám cự thú đó vây công. Những con cự thú đó đều là khổ chủ bị Diệp Húc cướp sạch, đặc biệt đến để báo thù, tạo thành luyện ma đại trận. Nếu không phải hắn thần thông quảng đại, đúng lúc ấy Di La Thiên Địa Tháp ra bảo vệ toàn thân, lại dùng hư vô ấn và vô cực ấn bỏ chạy, chỉ sợ đã bị đám cự thú đó dùng luyện ma đại trận luyện hóa rồi. Nhưng lượng của cải trên người Diệp Húc nếu nói ra cũng đủ hù chết người.
Thái Thanh Linh Mạch thì hắn đã có hơn 60 cành, gần như có thể sánh với một thánh địa. Các loại thần kim thần liệu thì chồng chất như những đỉnh núi trong Ngọc Lâu. Tiên linh mạch cấp thấp hơn thì nhiều không đếm xuể. Dù là thiên địa tháp cũng đã được luyện chế đến 16 tầng. Chỉ cần một tầng nữa là sẽ thành thánh bảo hoàn chỉnh. Mà 18 tầng địa ngục của Diệp Húc cũng bắt đầu ngưng tụ thành thực chất. Đủ loại minh ngộ xông ra, tùy thời có thể lĩnh ngộ ra được 18 loại ấn pháp đế cấp. Lĩnh ngộ đại đạo của 18 tầng địa ngục, từ đó hình thành ấn pháp đế cấp, không hề thua kém tam thập tam thiên ấn chút nào, có thể nói là vô pháp tuyệt đỉnh. Chỉ có tên yêu nghiệt tuyệt thế khai sáng ra bản vương khai thiên kinh như hắn mới có thể từ thái thanh linh mạch của địa ngục lĩnh ngộ ra thiên địa đại đạo của địa ngục, từ đó ngộ ra loại ấn pháp này. Nếu là cường giả khác, cho dù là vu tổ thần vương, vì tâm pháp tu luyện khác biệt, đạo lý khác biệt, cũng đừng hòng có được thiên địa đại đạo của đại ngục từ trong linh mạch địa ngục. Nhưng vô luận là 18 tầng địa ngục hay tam thập tam thiên đều chưa hoàn chỉnh, hắn còn cần tích lũy một thời gian dài mới có thể hoàn thiện chư thiên chư địa viễn cổ này. Chủ công, đằng trước có một cánh cổng lớn kìa. Tiếng của Hạo Thiên Quyển làm cho Diệp Húc đột nhiên bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy đằng xa mây mù một màu trắng như tuyết. Trong mây mù trắng xóa có một chiếc cổng đứng vững trong đất trời trống vắng này như ẩn như hiện. Cánh cổng này cực kỳ cao lớn, dựng trong đất trời cực kỳ đồ sộ, làm cho người ta nhìn từ xa đến trông như trước cổng và sau cổng là hai thời không hoàn toàn khác biệt. Là quỷ môn quan. Diệp Húc ngưng mắt nhìn tới cổng lớn kia, lập tức thấy ba chữ màu đỏ máu đột nhiên hiện ra lơ lửng trên cổng này. Cánh cổng này bóp méo thời không, hàng tỷ tỷ dặm thổ địa đi đến trước cổng đều bị thu nhỏ lại thành một con đường thông đến nơi không ai biết. Cánh cổng sứt mẻ này làm cho hắn chấn động, giống như có thể so với lúc khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng Nam Thiên Môn. Phía sau Nam Thiên Môn chính là chư thiên, mà sau quỷ môn quan chính là chư địa, là âm tào địa phủ. Thì ra một thời gian dài như vậy ta vẫn chưa hoàn toàn bước vào địa ngục, chỉ lượn vòng trước quỷ môn quan mà thôi. Diệp Húc khiếp sợ vạn phần. Hắn và Hạo Thiên Khuyển dù đã mấy ngày nay đã không biết bao nhiêu tỷ dặm mà vẫn chỉ chuyển động trước cánh cổng này. Nếu không đi đến gần thì chẳng hề biết thế gian này còn có nơi kỳ diệu cỡ này. Hắn lập tức thúc giục Hạo Thiên Khuyển đi đến trước quỷ môn quan, lại cảm thấy bản thân cũng bị luồng năng lượng kỳ lạ vặn vẹo, gần như bị ép thu nhỏ lại. Diệp Húc tế Di La Thiên Địa Tháp lên, thúc giục uy lực của bảo tháp bảo vệ hắn và Hạo Thiên Khuyển. Qua hồi lâu hắn mới đi được đến trước cổng này. Ở trước quỷ môn quan cũng không phải chỉ có mình hắn, còn có những luồng hơi thở hùng mạnh rung chuyển. Diệp Húc cả kinh, chỉ thấy ở nơi đây có hơn 10 người khoanh chân ngồi, một đám đều tiểu tụy, đầu tóc rối bù, nhưng tu vi lại cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng là vu tổ. Những vu tổ đó đã ngồi ở đây không biết bao lâu, thế cho nên râu mày dài đến mấy thước khẽ bay. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm phía trước, dường như nơi đó có thứ gì đó tuyệt vời vô cùng hấp dẫn bọn họ vậy. Diệp Húc thuận mắt nhìn theo thì thấy trước quỷ môn quan có một bóng người như có như không đang đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn lên tòa hùng quan ngăn cách thiên nhân này, dường như đang thương tiếc cho một thế giới đã mất. Nguyên Thủy Thiên Vương. Diệp Húc chấn động trong lòng, khẽ hô. Thân hình trước quỷ môn quan kia cực kỳ xa xăm, toàn thân có một loại đạo vận kỳ lạ, làm người ta liếc nhìn một cái là không thể nào rời tầm mắt đi được, bị loại đạo vận quanh thân hắn hấp dẫn. Đạo vận hắn từng đợt tràn qua quỷ môn quan, rực rỡ giống như điệp văn. Bên trong đạo vận có đủ loại âm thanh vang lên, có tiếng lẩm bẩm, có tiếng hét lớn, có tiếng cười to, lại có tiếng khóc lóc, còn có đủ loại tiếng tụng kinh như muốn biến thiên địa đại đạo thành ngôn ngữ huyền diệu khó giải thích, đạo diệu vô cùng. Đây là bóng dáng của Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương để lại khi đến đây du lịch. Vị thiên đế cổ xưa này thật sự là quá mạnh mẽ. Ngài đến nơi đây để nhớ lại chuyện đã qua, khi thế không tự chủ được phát ra, khắc thân hình của mình xuống thời không vĩnh hằng ở nơi này. Vị thiên đế này, phong thái của ngài làm cho người ta bái phục. Mỗi một cử động của ngài đều bao hàm đạo lý từ đơn giản nhất tới phức tạp nhất trong đất trời. Thậm chí cả khí vận, hơi thở, khí chất của ngài đều có một loại đại đạo lưu động. Ngài dường như là hóa thân của đạo. Chỉ cần quan sát cử động của ngài, nghiền ngẫm khí vận, hơi thở và khí chất của ngài, nghe những tiếng tụng kinh truyền ra từ đạo vận kia là có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, đạt được thành tựu rất lớn. Ánh mắt của ngài thâm thúy, toát ra một loại bi thương vô hạn, như vẫn còn đau buồn về thế giới đã sụp đổ kia. Những vu tổ này chắc là tính từ bóng dáng của Nguyên Thủy Thiên Vương mà lý giải ra đạo của ông ta, sau đó suy diễn ra tâm pháp của ông. Diệp Húc thầm nghĩ, Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương chính là vị thiên đế đầu tiên, cũng là vị thiên đế mạnh nhất trong lịch sử. Tâm pháp của ngài, ngoài Diệp Húc ra, e là không có ai có được Di La Thiên Nguyên Thủy bảo quyển hoàn chỉnh cả.
Nếu có người tu luyện Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền hoàn chỉnh thì hắn tất có thể cảm ứng được vị trí chính xác của chứng đạo chi bảo Di La Thiên Địa Tháp của Nguyên Thủy Thiên Vương, từ đó mà tìm được tòa bảo tháp này. Những vu tổ ngồi ở đây chắc cũng tính căn cứ theo bóng dáng vị thiên đế này, căn cứ theo đạo vận ngài để lại, nghe diệu âm trong đạo vận để suy tính ra tâm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương, sau đó tìm ra Di La Thiên Địa Tháp. Bóng dáng của Nguyên Thủy Thiên Vương mang theo một loại bi thương cô đơn, dường như cũng muốn mất đi theo thế giới đã mất kia. Diệp Húc nhìn thoáng qua, lập tức thấy tâm linh bi thương, tiếng tụng kinh truyền đến bên tai cũng trở nên vô cùng quen. Hắn lập tức không nhìn nữa. Nguyên Thủy Thiên Vương đứng ở nơi đây, nhớ lại thời đã qua, kỷ niệm những năm tháng đã mất đi. Trong hơi thở của ông ta có sự hoài cố, nhưng không hề bao hàm tâm pháp, cũng không bao hàm đại đạo của tam thập tam thiên giới. Âm thanh trong đạo vận của ông cũng là vì sự bi thương trong lòng ông đã khiến cho đất trời cảm ứng, đại đạo khóc thương. Diệp Húc nghĩ đến đây, liền tính rời đi, bước vào quỷ môn quan. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng hơi thở vu tổ trước quỷ môn quan càng lúc càng mạnh, càng ngày càng bá đạo. Hắn vội xoay người lại, giật mình nghĩ, chẳng lẽ thật sự có người có thể từ bóng dáng Nguyên Thủy Thiên Vương ngộ ra tâm pháp ông ta khai sáng ư? Không thể nào. Một lão già cao tuổi trong hơn 10 vị vu tổ kia, đạo vận toàn thân gột rửa, rung chuyển không ngớt. Thân thể lão đột nhiên tan ra nhanh chóng, hóa thành những dải đạo vận dài dung nhập vào trong đất trời. Thực lực tu vi vị vu tổ này mạnh đến đáng sợ, thân thể tan rã chừng nửa canh giờ mới hoàn toàn hóa đi. Vị vu tổ này là đang hóa đạo. Diệp Húc cả kinh, trong gần nửa canh giờ này, một vị vu tổ tam thần vương cảnh hóa đạo mà đi ngay trước mắt hắn, tu vi toàn thân hóa thành hư ảo, tính mạng quy thiên. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đấy? Diệp Húc ngỡ ngàng, đột nhiên nhận thấy vị vu tổ này chết rồi còn có một món tổ binh lơ lửng ở trước chỗ lão ngồi. Hắn vui vẻ đang định thu lấy món tổ binh này thì thấy nó đột nhiên phân giải, hóa thành đạo vận tiêu tan đi, cuối cùng chỉ còn lại chút cho tàn. Ngay cả tổ binh cũng hóa đạo sao? Diệp Húc không khỏi hoảng sợ, thấy giận cả tóc gáy. Hắn vội vàng nhìn về các vu tổ khác thì thấy bọn họ vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng của Nguyên Thủy Thiên Vương, lắng nghe đạo âm, rơi vào trong một loại cảnh giới ngộ đạo kỳ diệu, dường như không hề biết vị vu tổ kia đã hóa đạo. Vị vu tổ vừa rồi hơi thở còn cực kỳ mạnh mẽ, thọ nguyên rất dài, sao lại đột nhiên hóa đạo như thế này đây? Tổ binh của ông ta sao cũng hóa đạo như vậy? Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán Diệp Húc. Hắn thấy những vu tổ khác chăm chú nhìn vào bóng dáng Nguyên Thủy Thiên Vương, mặt mỉm cười như có một loại cảm giác đắc đạo phi thăng. Nụ cười đó khiến cho Diệp Húc thấy vô cùng quỷ dị. Những vô tổ đó thoạt nhìn có vẻ rất ngon. Hạo Thiên Khuyển khẽ nói, nhìn hơn 10 vị vô tổ kia chảy nước miếng, một bộ dáng muốn làm liều. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Đến quỷ môn quan rồi, mọi người cẩn thận, đừng nhìn bóng dáng mà Nguyên Thủy Thiên Vương để lại. Nếu không thì sẽ không thể đi vào quỷ môn quan được nữa đâu. Tiếng bước chân đầm ầm vang lên, Diệp Húc nhìn lại thì thấy 10 kỵ sĩ vù đi đến. Thú cưỡi chính là cự thú viễn cổ, lao thẳng về phía trước thiên phần. Lão già dẫn đầu là một vị vu tổ, hô lớn. Bóng dáng Nguyên Thủy Thiên Vương có chứa sự hung hiểm, có thể là một loại tâm pháp cực kỳ tà ác. Bất cứ ai nhìn vào đều bị thân hình ông ta hấp dẫn, không tự giác được hãm vào. Mọi người nhớ lấy, không thể nhìn vào. Hơn 10 con cự thú viễn cổ vọt lên, chỉ trong chớp mắt đã đi đến trước cánh cửa kia. Lão già kia nhìn thấy Diệp Húc hơi ngẩn ra rồi không để ý nữa, lướt 10 vị vu tổ một cái, trầm giọng nói. Thấy chưa, đây chính là kết cục của kẻ mưu đồ lĩnh ngộ tâm pháp thiên vương từ bóng dáng của Nguyên Thủy Thiên Vương. Sự uy nghiêm của thiên đế không thể khinh nhục được, các ngươi há có thể với tới. Diệp Húc chợt nghĩ ra, quay lại nhìn bóng dáng Nguyên Thủy Thiên Vương, chỉ thấy bóng dáng của ngài vẫn mang theo một loại bi thương cô đơn nhàn nhạt như trước. Chẳng lẽ do ta tu luyện Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền nên không bị hơi thở và âm cánh của Nguyên Thủy Thiên Vương ảnh hưởng sao? Diệp Húc suy nghĩ. Thật quá kỳ diệu, quá huyền ảo. Ta có một loại cảm giác lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, trở thành vũ tổ thần vương. Miệng của gã lẩm bẩm. Đột nhiên toàn thân của gã xuất hiện đạo văn đạo ngân, sau đó thân thể phân giải thành đạo văn đạo ngân, đôi chân gã biến mất, tiếp theo là đùi, rồi nhanh chóng lan tràn lên trên, sau đó chỉ còn lại một cái đầu. Cuối cùng đầu của gã cũng hóa đi, cả người cứ thế biến mất khỏi lưng cự thú. Người thanh niên này chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn hóa đạo, hồn phi phách tán. Đừng nhìn, đi! Lão già kia sợ quá, vội xông lên trước, quát lớn. Chỉ cần rời khỏi quỷ môn quan là không sợ bị hóa đạo. Đi, đi mau! Các kỵ sĩ vội điều khiển cự thú lao qua quỷ môn quan, tiếng đạo âm không ngừng truyền vào tai bọn họ. Một thiếu nữ không chịu nổi sự mê hoặc của đạo âm, chỉ nhìn thoáng qua, nàng ta nhất thời ngây người, nhìn chằm chằm vào hư ảnh Nguyên Thủy Thiên Vương. Trên mặt lộ ra kiểu mừng như điên khi ngộ đạo,
cười khanh khách nói: "Thì ra là thế, thì ra đây là thiên địa đại đạo vĩ đại, còn thâm ảo hơn, hoàn mỹ hơn đại đạo ta tu hành từ trước không biết bao nhiêu lần." Nàng ta vừa nói thì thân thể vừa hóa đạo, nói xong câu đó cả người đã hóa thành tro bụi, toàn bộ đạo hạnh đã tiêu tan giữa đất trời. Thánh bảo của nàng cũng bị đạo âm hóa đi. Lại có người bị đạo âm mê hoặc, quay đầu nhìn, chỉ trong một hơi đã tan thành tro bụi. "Đi mau!" Lão già kia sợ hãi quát lớn, một khắc cũng không thể ngừng lại. Vù! Lại có một gã đệ tử không nhịn được, nhìn trộm một cái, cả người hóa thành tro bụi, hồn phách quy thiên. Đạo âm vang vọng trong quỷ môn quan như đang trình bày đại đạo thần kỳ của thế gian. Có một số đệ tử chưa nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương cũng đã bị loại đạo âm kỳ lạ này hóa đi. Diệp Phúc nhìn mà sởn hết da gà. Vài chục vị kỵ sĩ mà trong chớp mắt chỉ còn lại hơn 10 người. "Sư tôn, nhìn tên tiểu tử cưỡi cẩu kia kìa, không phải là không bị sao đó thôi." Một cô thiếu nữ cưỡi một con cự thú cười khanh khách nói. Lại có một chàng trai lên tiếng, "Sư tôn, nghe cẩn thận quá rồi. Nguyên Thủy Thiên Vương chính là thiên đế, sao có thể để lại tâm pháp hại người gì chứ?" "Ồ, đạo vận thật kỳ diệu." Một gã thanh niên liếc mắt nhìn về bóng dáng Nguyên Thủy Thiên Vương, thân hình chấn động, ánh mắt thì nhìn chăm chú vào hư ảnh của Thiên Vương, rơi vào trong trạng thái ngộ đạo. Những vị vu tổ này có tu vi tinh thâm, cho nên quá trình hóa đạo từ từ, mà mấy thánh hoàng kia thì không có tu vi như bọn họ, chỉ trong khoảnh khắc đã hóa đạo thành tro. Nguyên Thủy Thiên Vương thật đúng là khủng bố, không hổ là vị thiên đế mạnh nhất từ trước tới nay. Hư ảnh ông để lại liền có thể hại chết vu tổ, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nơi này Diệp Phúc cũng không dám ở lâu, sợ mình nghe nhiều đạo âm quá cũng sẽ hóa đạo. Hắn lập tức dục Hạo Thiên Khuyển nhanh chóng đi về phía trước, thầm nghĩ: hư ảnh Nguyên Thủy Thiên Vương chỉ có đạo vận lưu chuyển, chứng tỏ lúc ấy ông ta đến nơi này khi có tu vi vu tổ. Bao nhiêu vạn năm trước ông ta lấy thân phận vu tổ đến đây, để lại hư ảnh khiến cho vu tổ hiện nay đều có thể dễ dàng hóa đạo. Như vậy lúc đó ông ta mạnh đến mức nào đây? Chủ công, ta nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Vương, thế nhưng cũng có một loại cảm giác ngộ đạo. Hạo Thiên Khuyển đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía hư ảnh Nguyên Thủy Thiên Vương, mặt nó vui mừng như đang ngộ đạo. Diệp Phúc cả kinh, đang định đánh bất tỉnh nó rồi kéo đi thì nghe nó lắc đầu uể oải nói: kỳ quái, lão tử sao không ngộ ra gì vậy? Diệp Phúc thở phào nhẹ nhõm cười nói: Khiếu Thiên, may người có đầu không có óc, nếu không người chết rồi kìa. Chủ công, ngài đang khen hay chê ta vậy? Hạo Thiên Khuyển buồn bực vạn phần. Đương nhiên là khích lệ ngươi rồi. Diệp Phúc cười nói. Hắn quay đầu nhìn lại thì vẫn thấy những vị vu tổ kia gần như không nghe, cũng không nhìn thấy gì ở bên ngoài, cũng không biết mình sắp hóa đạo, hóa thành tro tàn, khiến cho hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn đi ra khỏi quỷ môn quan, trước mắt là những dãy núi trông vô cùng hoang vắng, ma khí mịt mù, mênh mông vô bờ. Hắn đập lên đất thì lập tức ngẩn ra, nhặt lấy ít đất, sắc mặt quái dị. Là thực nhưỡng. Ở dưới chân hắn kia, đất đai rộng lớn vô cùng, do thực nhưỡng tạo thành. Ở thế giới vô hoang, thực nhưỡng chính là bảo vật cấp kim tinh khí, rất chân quý. Nhưng ở nơi đây, toàn bộ thế giới địa ngục lại là thế giới do thực nhưỡng tạo thành, chỉ là bị hơi thở địa ngục và cổ tiên nguyền rủa ma hóa thành ma thổ. Diệp Phúc thấp giọng nói: thực nhưỡng chính là vật cấp kim tinh khí, chất chứa địa khí hơn những nơi bình thường gấp ngàn vạn lần. Địa khí nơi này nồng đặc như thế, nhất định có thể sinh ra linh mạch, có cấp bậc hơn Thái Thanh linh mạch rồi. Trong tâm của hắn hừng hực nhiệt huyết, Thái Thanh linh mạch chất chứa đại ngục đại đạo tuy dồi dào, nhưng đại đạo chất chứa trong 18 tầng địa ngục rất nhiều. Chỉ bằng Thái Thanh linh mạch thì không đủ làm cho hắn nhanh chóng hoàn thiện 18 tầng địa ngục được. Mà tượng thanh linh mạch chất lượng cao thì toàn bộ linh khí ngưng tụ từ đạo vận mà ra, thậm chí còn có một ít thần văn chất lượng cao hơn Thái Thanh linh mạch không biết bao nhiêu lần. Dù chỉ là một cái ngọc thanh linh mạch cũng đủ để hắn hoàn thiện 18 tầng địa ngục. Diệp Phúc cũng không mong mình có thể tìm được ngọc thanh linh mạch. Thứ linh mạch này hầu như là đồ dành riêng cho thần vương, đế quân. Một Thái Thanh linh mạch thôi cũng có thể dẫn đến một trận gió tanh mưa máu, thần vương đều không nhịn được mà ra tay tranh đoạt. Nơi đây chính là vị trí trung tâm của địa ngục Thiên Phần, mức độ nguy hiểm hơn xa bên ngoài. Với thực lực của Diệp Phúc thì còn chưa thể hoành hành, không kiêng nể gì ở bên ngoài. Vào nơi đây lại càng phải cẩn thận hơn. Dầm! Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng giao thủ dữ dội, tiếng vu pháp và tổ binh va chạm, dung chuyển ở trong Thiên Phần lặng ngắt như tờ, từ từ dâng lên những đám mây hình nấm. Ngay sau đó, Diệp Phúc nhìn thấy một luồng gió bụi truyền đến từ chỗ giao thủ, đã cuộn lên những ngọn núi lớn, quăng ra khắp nơi. Vù!
Ngay chớp nhoáng, luồng gió này thổi trước người hắn, Hạo Thiên Quyển lập tức không đứng vững được mà bị luồng gió đó cuốn lên. Luồng gió đó thậm chí còn đánh vỡ đạo vận, va chạm khắp nơi, xẹt một tiếng liền xuyên thủng hàng trăm lỗ ở trên thân thể của Hạo Thiên Quyển. Gì là thiên địa tháp? Diệp Phúc khẽ quát một tiếng, một tòa bảo tháp đột nhiên xuất hiện, bao lấy hắn và Hạo Thiên Quyển lại, cuối cùng cũng có thể ổn định được thân hình trong cơn cuồng phong. Trong lòng hắn kinh ngạc vạn phần. Ai đang giao thủ ở phía trước vậy? Ủy thế bực này, chẳng lẽ là vị Vu Tổ vừa đi qua Quỷ Môn Quan kia sao? Luồng công kích này khủng bố vô cùng, đã vượt qua cả phạm vi Thánh Hoàng, tác động đến thiên địa đại đạo, khiến cho thiên phần rung chuyển, chắc chắn là cường giả cấp Vu Tổ. Yêu ma trong thiên phần không hề có hảo cảm với những kẻ thám hiểm đến từ thiên giới. Hơn nữa, những yêu ma này bị ma tính và nguyên rủa trong thiên phần đồng hóa, tranh đấu cực mạnh, gặp kẻ thám hiểm đến từ thiên giới là sẽ xông vào đánh. Diệp Phúc thu Hạo Thiên Quyển vào trong ngọc lâu, rồi lập tức thi triển hư vô ấn, thân hình dung nhập vào hư không thiên phần, lặng lẽ đi đến phía trước. Không lâu sau, hắn đi tới cách nơi giao thủ không xa, từ đó nhìn tới thì thấy ma khí dung chuyển không ngớt, như có hai con thú lớn đang quần nhau ở đấy. Những thánh hoàng đi theo vị Vu Tổ kia giờ đã chết hết sạch, hơn 10 thi thể rơi tán loạn trên mặt đất, đều là bị đánh chết bằng một chiêu xuyên thủng mi tâm. Diệp Phúc chớp mắt, đột nhiên nghe thấy tiếng giao thủ dừng lại. Vị Vu Tổ kia mặt không chút thay đổi đi ra từ trong ma khí. Vừa đi được mấy bước thì một tiếng ầm nổ vang, đạo vận quanh thân ông ta vỡ nát, chấn vỡ nguyên thần, chân linh của ông ta chỉ còn lại một khối thi thể. Ngay cả Vu Tổ cũng bị giết chết, chẳng lẽ là ma thần trong thiên phần này ra tay ư? Diệp Phúc cả kinh, lại thấy ma khí nhanh chóng rụt lại, hóa thành một lục đạo luân hồi thật lớn, ầm ầm chuyển động. Mà dưới bóng của luân hồi, từng tầng địa ngục hiện ra, có tất cả 18 tầng. Cho dù là lục đạo luân hồi hay 18 tầng địa ngục đều được ngưng tụ thành từ đạo vận thần túy, uy thế cực kỳ khủng bố như lục đạo luân hồi và địa ngục cổ tái hiện. Phía trước luân hồi và địa ngục xuất hiện một nam tử hùng tráng, ngạo nghễ tứ phương, nhìn thi thể đầy đất rồi cười ha ha, dương dương tự đắc. Là ma thần. Sắc mặt Diệp Phúc thay đổi hẳn. Vị nam tử hùng tráng này chắc chắn là thuộc dòng ma thần, hùng mạnh hơn cự thú viễn cổ, huyết thống cao hơn cự thú, mà đã tu luyện đến cảnh giới Vu Tổ, pháp lực mạnh mẽ vô cùng, thậm chí còn giết được cả Vu Tổ. Ma thần sinh ra từ trời đất, thần minh trời sinh, tiên thiên đã vô cùng mạnh mẽ. Vị ma thần này đã tu thành Vu Tổ, chỉ sợ với Vu Tổ của thiên giới thì y là kẻ vô địch. Diệp Phúc vội ngừng thở, sợ tiết lộ dù chỉ một tia hơi thở cũng sẽ kinh động đến vị ma thần này. Tu vi vị ma thần này hẳn chưa phải là tuyệt đỉnh, còn kém xa ma thần thi thân trong ngọc lâu của hắn, nhưng vẫn là kẻ mà hắn không thể chọc vào. 18 tầng địa ngục, lục đạo luân hồi, chẳng lẽ ma thần trong thiên phần cũng có kẻ nắm giữ loại tâm pháp này hay sao? Trong lòng Diệp Phúc chấn động, quan sát dị tượng đạo vận của người này mấy lần lại càng thêm chấn động. Vị ma thần này đã gần như có được tất cả đạo vận của 18 tầng địa ngục, luyện thành một bộ ma công, có thể nói là tâm pháp đế cấp, khó trách y lại hùng mạnh như thế. Nếu có được tâm pháp của y, ta tất có thể hoàn thiện 18 tầng địa ngục rồi. Trái tim của hắn đập thình thịch. Vị ma thần kia cười lại một tiếng, thản nhiên nói: chỉ là một tên Vu Tổ thiên giới mà có thể tiếp được 18 thức của ta rồi mới bị ta giết chết, cũng coi như là giỏi. Thái tử, tu vi kẻ này không tệ, rất thích hợp luyện thân thể y làm thân ngoại hóa thân. Diệp Phúc lúc này chú ý tới không trung còn có lơ lửng một người nữa, là một nam tử trẻ tuổi mặc một bộ quần áo đẹp đẽ quý giá. Người này cười nói: tu bà lâu, xem ra tu vi ngươi lại có tinh tiến rồi, thật không hổ là một trong tứ đại chiến tướng dưới trướng luân hồi pháp vương cha ta. Diệp Húc liếc nhìn nam tử trẻ tuổi kia, đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ: kẻ này không hề kém, là kình địch đấy. Hắn có thể nhìn ra vị thái tử này khác với tiên thiên ma thần, không phải là ma thần do đất trời tạo ra, mà là kết quả thông hôn giữa ma thần và ma thần, con trai của ma thần. Nhưng thực lực gã là cực kỳ mạnh, so với bất cứ con của thần nào đều xuất sắc hơn rất nhiều. Trong cơ thể kẻ này có được huyết thống của hai loại ma thần mạnh mẽ trời sinh, không hề thua kém những ma thần có thần minh trời sinh. Mà người này cũng tu luyện tâm pháp và vu pháp đế cấp, còn hoàn chỉnh hoàn mỹ hơn cả bậc ma thần Tu Bà Lâu này. Vị ma thần có tên Tu Bà Lâu kia cười ha ha, đắc ý nói: đây cũng là nhờ luân hồi pháp vương truyền thụ cho thần luân hồi địa ngục kinh, nếu không làm sao thần có được thành tựu ngày nay chứ. Sao, luân hồi pháp vương sao? Diệp Húc nghe vậy liền cả kinh. Hắn nghe thấy cái tên luân hồi pháp vương từ trong miệng ý chí bất khuất của ma thần thi thân kia không chỉ một lần.
Vị ma thần này đã đạt tới vũ tổ đỉnh phong, gần với thần vương, kết quả là vẫn chết trong tay luân hồi pháp vương. Luân hồi pháp vương, không biết người này là cảnh giới gì mà lại có thể sáng tạo ra tâm pháp đế cấp, xem ra là một vị cường giả nổi tiếng trong đám ma thần, thật quá giỏi. Tu Bà Lâu cười ha ha nói, pháp vương khai sáng ra tâm pháp đế cấp và vũ pháp đế cấp, tương lai trở thành thiên đế là chuyện chắc chắn rồi, thậm chí còn có thể vượt qua Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương, trở thành vị thiên đế mạnh nhất từ xưa đến nay. Đến lúc đó, thái tử tất sẽ trở thành người dưới một người trên hàng tỷ chúng sinh. Ồ, còn có một tên này. Ánh mắt của y đột nhiên quét qua Diệp Húc. Diệp Húc cả kinh, nhất thời biết là không ổn. Chỉ thấy ánh mắt của Tu Bà Lâu kia xuyên thấu hư không, giống như thực chất nện mạnh lên người của hắn. Diệp Húc thét lên một tiếng đau đớn như chúng phải trọng kích, lập tức bị ánh mắt kia ném ra từ trong hư không, hiện ra thân hình. Thì ra là một tên vu hoàng, vậy mà có thể đi qua quỷ môn quan đến được nơi đây. Tu Bà Lâu ngạc nhiên rồi cười khằng khặc lên tiếng nói, chỉ là vu hoàng lại đỡ được một ánh mắt của ta mà không chết đi, xem ra thực lực của ngươi ở trong vu hoàng thánh hoàng cũng không hề kém. Nhưng ở trước mặt ta, ngươi lại nhỏ yếu đến đáng thương, ta thổi một cái là có thể thổi chết ngươi được. Y há mồm hít vào khiến cho trời cao ầm ầm sụp đổ, hư không đều bị y hút vào trong bụng. Hiển nhiên y tính nói được là làm được, dùng một hơi thổi chết Diệp Húc. Sắc mặt Diệp Húc thay đổi, đang định thi triển lưu quang ấn bỏ chạy thì nghe vị luân hồi thái tử kia cười nói, Tu Bà Lâu đừng vội động thủ, hiếm khi gặp phải thiếu niên cao thủ, tên tiểu tử này để ta xử lý đi. Tu Bà Lâu cười ha ha, tản đi một hơi rồi nói, thưa thái tử, tu vi ngài đột phá cảnh giới thánh hoàng chưa lâu, nhất định là rất ngứa tay, muốn giết một cao thủ để nghiệm chứng sở học của mình. Kẻ này thực lực quả thật mạnh mẽ, nhưng dù sao vẫn chỉ là một tên vu hoàng, sợ là đánh không được mấy chiêu đã bị ngài hạ gục rồi. Luân hồi thái tử mỉm cười bước nhanh về phía Diệp Húc, sau lưng của gã hiện ra lục đạo luân hồi thống ngự 18 tầng địa ngục, thản nhiên nói, thực lực ngươi cũng không kém, có thể đỡ được một ánh mắt của Tu Bà Lâu, như vậy hẳn ngươi là một cao thủ trẻ tuổi nổi tiếng thiên giới. Nhưng ở trước mặt ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải Tu Bà Lâu vì vu tổ kia ra tay, dù đối phương có dòng dõi thần ma gì, nắm giữ tâm pháp ấn pháp đế cấp gì, hắn cũng không sợ chút nào. Luân hồi thái tử sao? Không biết ta giết ngươi rồi, ngươi có thể luân hồi sống lại được không đấy? Diệp Húc chớp mắt, nóng lòng muốn thử. Hắn thực sự muốn lập tức chặt tên luân hồi thái tử này ra, rồi lấy luân hồi địa ngục kinh tế tay. Nhanh mồm nhanh miệng, ta rút lưỡi người trước. Luân hồi thái tử đột nhiên phóng khí thế ra, bước nhanh lên trước rồi thi triển một thức vu pháp ra. Thức vu pháp đó lập tức hóa thành lưỡi cắt địa ngục, trông như kiểm sắt cắt tới Diệp Húc. Cắt lưỡi địa ngục, quang tiệu cư ấn, đổ. Diệp Húc lập tức sử dụng một đạo tam thiên thế giới đại thủ ấn, hóa thành Phật tổ viễn cổ, đón nhận thức ấn pháp đế cấp này. Phật tổ viễn cổ bị kiểm sắt này kẹp lấy, ngay cả đầu lưỡi đều bị rút ra rồi bị kiểm sắt kẹp nát, nó lại tiếp tục cắt tới Diệp Húc. Diệp Húc thét lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng lui ra sau. Hắn thi triển lâu thiên ấn, một đạo lâu thiên ấn dâng lên chấn xuống, chấn áp đạo quang tiệu cư ấn kia. Vô dụng thôi, ta dùng chính là tâm pháp đế cấp, vũ pháp đế cấp mà phụ hoàng ta lĩnh ngộ ra và khai sáng ra. Của ngươi chỉ là vũ pháp cấp thần vương, sao có thể chống lại ta được? Hãy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi thôi. Luân hồi thái tử cười ha hả, thúc giục cấn pháp kẹp tới Diệp Húc, khí định thần nhàn. Diệp Húc liên tục đổi hơn 10 loại tam thiên thế giới đại thủ ấn, lùi lại mấy nghìn dặm rồi mới đánh nát được thức quang tiểu ấn cư ấn này. Có thể tiếp được một đạo ấn pháp của ta, người cũng không tệ, nhưng vẫn chỉ có thể chết thôi. Luân hồi thái tử bước nhanh lên phía trước, úp tay đánh ra một thức đại thủ ấn nữa. Thức ấn pháp này triển khai ra như cây vạn tuế, đao thương ngân hoa treo đầy trên cây, một cây một thế giới, hung hăng quét tới Diệp Húc. Mặt mày Tu Bà Lâu hơi động, cao giọng nói, thái tử, luân hồi pháp vương kêu gọi thần, chắc là ngài ấy muốn cường công để mở ra bí cảnh kia, ngài cứ từ từ chơi đùa, thần đi trước đây. Luân hồi thái tử dùng một đạo tăng cư đô ấn đánh cho Diệp Húc phải trốn đông lùi tây, chật vật đến không chịu nổi. Gã cười nói, người đi đi cũng không sao, ta muốn thử ấn pháp của ta, trời chán rồi mới xử tử tiểu tử này. Tu Bà Lâu gật đầu rồi đi vào hư không, biến mất không còn bóng dáng. Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm, không trốn tránh nữa mà lật tay rung lên thi triển vô hoang ấn.
ầm một tiếng đánh nát cây vạn tuế. Luân hồi thái tử thét lớn một tiếng đầy đau đớn, lảo đảo lui ra sau, trong lòng kinh ngạc dị thường. Luân hồi thái tử, ngươi muốn chết như thế nào đây? Không thì ta dùng một hơi thổi chết ngươi vậy. Diệp Phúc cười ha hả, hắn hít vào một hơi thật dài rồi phun ra, hóa thành định cực phong thiên, cực phong ấn. Cực phong ấn mênh mông cuồn cuộn hóa thành cuồng phong quét tới, trong gió là hàng tỷ loại đạo văn đạo ngân rậm rạp chi chít, chỉ một thoáng đã thổi bay luân hồi thái tử đi cả mấy vạn dặm, cắt ngang cắt dọc, chỉ chớp mắt đã cắt cho gã mình đầy thương tích. Ồ, giỏi lắm, ngươi lại có thể tiếp được một kích của ta, thật không hổ là con của luân hồi pháp vương. Diệp Phúc hóa thành một vệt sáng đuổi theo luân hồi thái tử, dung ta lên khiến cho Thái An Hoàng nhai thiên ấn ầm ầm xuất hiện. Hoàng thiên ma nhai rầm rầm áp xuống, chấn cho luân hồi thái tử phải hộc máu. Cùng lúc đấy, tay kia của hắn thi triển trúc lạc hoàng gia ấn, đủ loại âm luật vang lên, đã âm công phạt vào trong thân thể luân hồi thái tử, phá hoại khắp nơi. Luân hồi ma môn. Luân hồi thái tử bị Diệp Húc đánh cho ngẩn ngơ, miệng thì hộc máu, xương cốt toàn thân rạn nứt, thân thể gần như bị Diệp Húc đánh nát, trong lòng cả kinh. Gã chính là con của ma thần, có được huyết mạch của hai đại ma thần, thân thể tiên thiên hùng mạnh, thế nhưng suýt chút nữa lại bị Diệp Húc đánh nát. Gã lập tức tỉnh táo trở lại, quát lớn một tiếng, lục đạo luân hồi và 18 tầng địa ngục ngưng tụ sau lưng kia hóa thành một tòa đạo môn. Tòa luân hồi ma môn này trông như cổng vòm có hai cánh hợp lại làm một. Trên hai cánh cửa là hình vẽ các tầng địa ngục, núi đao biển lửa, đồng trụ thiết thụ, xâm la vạn tượng. Chúc lạc hoàng gia của Diệp Phúc kia lập tức bị tòa ma môn này bóp méo cắn nuốt, thậm chí cả Thái An Hoàng Nhã Ấn cũng không thể đánh trọng thương luân hồi thái tử được nữa. Tiểu tử, xem ra vừa rồi ngươi ẩn giấu thực lực, chờ Tu Bà La đi rồi mới bùng lên định chém giết ta, quả nhiên là mưu kế hay mà. Sắc mặt luân hồi thái tử xanh mét, gã cười khanh khách nói, nhưng ta cũng chưa dùng hết toàn lực, ma môn của ta chính là lục đạo luân hồi thống ngự 18 tầng địa ngục, chính là tâm pháp vô pháp đế cấp kìa. Ma môn xuất hiện là ta sẽ ở thế bất bại, cho dù ngươi có ẩn giấu sâu hơn nữa, nhưng ở trước thực lực tuyệt đối ngươi cũng chẳng có phần thắng nào, chỉ có thể bị ta đánh chết tươi thôi. Ma môn của gã quả thực vô cùng hùng mạnh, mạnh mẽ. Diệp Húc thấy nhiều đạo môn của Thánh Hoàng, Lão Tổ mang ra, Lăng Tiêu Thái Tử đều kém xa luân hồi thái tử. Có thể thấy được, luân hồi địa ngục kinh của kẻ này đúng là tâm pháp đế cấp, mà còn là tâm pháp thượng thừa trong tâm pháp đế cấp. Luân hồi pháp vương có thể khai sáng ra bậc tâm pháp này, đúng là một người hùng mạnh. Sắc mặt của Diệp Húc ngưng trọng, hắn hít vào một hơi thật sâu, rồi mỉm cười nói, về phần ngươi có đứng ở thế bất bại hay không, không phải là do ngươi nói mà là do ta. Dầm. Sau lưng Diệp Húc đột nhiên hiện ra một lục đạo luân hồi rách giới thật lớn, thanh khí tràn ra từ đỉnh đầu hóa thành một đám thế giới, có tất cả 3.000 cái lơ lửng dưới bóng của lục đạo luân hồi. Ngay sau đó là có tam thập tam thiên giới trào ra lơ lửng ở trên 3.000 thế giới. Sau đó hơi thở của hắn trở nên vô cùng âm trầm lạnh lẽo, hóa thành 18 thế giới cổ xưa, đúng là 18 tầng địa ngục. Khí thế của hắn hơn hẳn lúc trước rất nhiều, khiến cho luân hồi thái tử cảm thấy như đang đứng trước một con quái vật cực kỳ lớn. Diệp Húc cười ha ha, bước từng bước lớn lên phía trước. Hắn giơ Thái Hoàng ấn chụp xuống như một chiếc diều khai thiên, xẹt một tiếng mở ra vô số hư không do luân hồi ma môn bóp méo hình thành, công kích trực tiếp bản thể của luân hồi thái tử. Có thể cùng bậc thánh hoàng như ngươi giao thủ đúng là vui vẻ. Mỗi lần nghĩ có thể tự tay đánh chết cường giả còn trẻ như ngươi, ta không nhịn được mà cả ngươi phát run vì hưng phấn rồi. Tiểu tử ngươi cũng biết được lục đạo luân hồi, cũng biết luân hồi địa ngục kinh sao? Sắc mặt luân hồi thái tử kịch biến, thất thanh kinh hô. Trong lòng gã khiếp sợ vạn phần, luân hồi địa ngục kinh chính là do luân hồi pháp vương sáng tạo ra, chỉ truyền lưu trong thiên phần, nắm giữ trong tay luân hồi pháp vương và thân tín. Thậm chí ngay cả luân hồi pháp vương cũng chưa thể hoàn thiện hoàn toàn môn công pháp này. Diệp Húc hiển nhiên là một kẻ thám hiểm đến từ thiên giới, không ngờ cũng biết môn công pháp này, thậm chí luân hồi địa ngục kinh chỉ là một phần của công pháp hắn, sao có thể không làm cho gã khiếp sợ được. Nhưng lục đạo luân hồi của ngươi làm sao có thể bằng ta được? Nghe câu này, Diệp Húc cười ha ha, Thái Hoàng ấn liên tục bổ xuống như muốn bổ đôi cả luân hồi thái tử ra vậy. Lục đạo luân hồi của ta không bằng ngươi sao? Thật quá buồn cười. Luân hồi của ta có thể bao phủ chư thiên, thống ngự 3.000 thế giới, vô luận là nhân thần quỷ đất trời đều phải nằm dưới sự thống trị của lục đạo luân hồi của ta. Luân hồi trong tay ngươi chẳng qua chỉ điều khiển 18 tầng địa ngục, với ta mà nói thì đúng là con nít đùa giỡn với ông nội mà.
Còn nít đùa giỡn với ông nội ư? Chả ta có được mảnh vỡ của lục đạo luân hồi. Ông tài học thiên nhân, từ trong mảnh vỡ đó suy diễn ra lục đạo luân hồi hoàn chính, thống ngự cả 18 tầng địa ngục. Người há có thể so sánh với ông ta được. Dù là ta cũng có thể dễ dàng giết ngươi. Luân hồi thái tử nổi giận, từ thân thể gã hiện lên từng món thánh bảo, có hơi thở hùng mạnh đến cực điểm, tung hoành hợp lại đánh vỡ thái hoàng ấn của Diệp Húc. Đám thánh bảo đánh đến, uy lực mênh mông, sát khí lạnh lẽo. Diệp Húc ngưng mắt, nhanh chóng lui ra sau. Những thánh bảo đó có 18 món, toàn thân đều là thần kim cực kỳ cao cấp và đạo văn đạo ngân của địa ngục dựng nên, hình dáng như những tầng địa ngục, có kiểm sắt, có thiết trụ, có lồng hấp, có địa kính, đồng trụ, núi đao, băng sơn, ác dương, đại thạc, thạch ma, núi lửa, dao và cưa. Hiển nhiên, luân hồi thái tử đem luân hồi địa ngục kinh mà gã tu luyện hóa thành mỗi một loại thánh bảo tách ra tu luyện. Mỗi một món thánh bảo đều được đưa vào đạo văn, đạo ngân, địa ngục tương ứng, cực kỳ mạnh mẽ, có sức mạnh có thể uy hiếp đến sinh mạng của Diệp Húc. Kẻ này giàu có thật đấy, ta tu luyện một món thánh bảo đã cháy sạch túi rồi. Phải mặt dày đi cướp bóc của cự thú viễn cổ ở xung quanh. Kẻ này thì lại một hơi luyện ra 18 món thánh bảo mà không phải là phạt vật phàm, chất lượng cực cao, uy lực cực mạnh, còn dùng thần kim cao hơn Di La Thiên Địa Tháp của ta rất nhiều. Diệp Húc lùi một mạch cả vạn dặm, tránh thoát một kích toàn lực của 18 món thánh bảo kia, lòng thì cực kỳ hâm mộ. Luân hồi thái tử luyện chế 18 tầng địa ngục, tài liệu đều là bảo vật cao cấp, mỗi một dạng đều đủ để luyện chế tổ binh, thậm chí là cả thần binh. Gã khác với Diệp Húc, Diệp Húc vì luyện chế vu bảo mà cháy túi, mặt dày đi cướp bóc ở khắp nơi, thậm chí còn dùng mạng đi đổi. Mà gã thân là thái tử của luân hồi pháp vương, đương nhiên chẳng cần sầu lo chuyện tài liệu. Ra một tiếng, trong ma môn của luân hồi thái tử truyền đến một tiếng nổ mạnh, vô số đạo văn đạo ngân trào ra, hóa thành những tòa địa ngục dung nhập vào trong mỗi một món thánh bảo, lập tức thôi phát toàn bộ uy lực của thánh bảo, mạnh mẽ hơn hẳn ban nãy. Nghiệt kính dừng ở sau luân hồi thái tử, chiếu giữa không trung, nhất thể ánh sáng tuôn ra chiếu hướng Diệp Húc, hiển hết từng cử động của Diệp Húc ở trong kính, suy tính sơ hở của hắn. Tiểu tử, hôm nay ta cho ngươi xem toàn bộ thực lực của luân hồi thái tử ta. Luân hồi thái tử có loại dị bảo nghiệt kính này, lập tức nhảy lên đánh tới Diệp Húc. Gã khiến cho từng món thánh bảo bay ra, uy năng mênh mông, đi qua nơi nào san bằng nơi đó, khiến hư không rung chuyển. Dùng thánh bảo sao? May là ta cũng có. Ngươi có 18 cái, ta chỉ cần một cái là đủ. Diệp Húc cười dài một tiếng, Di La Thiên Địa Tháp trên đỉnh đầu chấn thiên địa. Tòa bảo tháp này vừa xuất hiện, lập tức biến thành 17 tầng thiên giới, quần thiên lồng lộng khẽ rung chuyển. Đám thánh bảo của luân hồi thái tử bay tới, lồng hấp biến lớn trong chớp mắt bao phủ cả đất trời, chụp Diệp Húc vào bên trong. Ra một tiếng, chiếc lồng này bị Di La Thiên Địa Tháp chống cho rạn nứt, bảo tháp chấn động một cái khiến cho lồng hấp hoàn toàn vỡ nát. Luân hồi thái tử thét lên một tiếng, núi lửa phun trào, thiên hỏa tràn ngập, định luyện hóa Diệp Húc, lại có thạch ma ầm ầm lăn tới nghiền ép tất cả. Diệp Húc đứng im không động, Di La Thiên Địa Tháp hạ xuống hàng tỷ luồng ánh sáng màu tím, khẽ quấy một cái liền đánh bay rồi cắt nát núi lửa, lập tức lại hóa thành một vệt sáng va vào thạch ma. Tòa thạch ma này ầm ầm vỡ tan, không chịu nổi một kích. Luân hồi thái tử cầm thiết trụ trong tay đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Diệp Húc, gã hung hăng xoát lên lưng Diệp Húc, xoẹt một tiếng xé rách thân thể của hắn ra, khiến cho sau lưng của hắn bị xoạt ra những vệt máu. Vù, đồng trụ ầm ầm rơi xuống, xích sắt trên trụ gào thét bay tới Diệp Húc, định chói Diệp Húc lên đồng trụ. Cùng lúc đấy, dao và cưa cắt đến, định cắt đứt cưa dọc Diệp Húc. Hạo Thiên Khuyến, Diệp Húc vội vàng triệu hồi bảo tháp về bảo vệ toàn thân, đẩy ra dao vào cưa đánh bay đồng trụ. Hắn động tâm niệm khiến một chú chó lớn bay ra khỏi ngọc lâu, được hắn tế lên giữa không trung, táp tới đầu của luân hồi thái tử. Luân hồi thái tử vội né tránh, nhưng chân vẫn bị con chó dữ kia cắn trúng, bị kéo xuống một miếng thịt lớn. Pang! Luân hồi thái tử nổi giận gầm lên, tế thiết trụ xoát tới con chó dữ. Diệp Húc động tâm niệm triệu hồi Hạo Thiên Quyền về bên chân của mình. Hai người toàn lực ứng phó, đối chiến một cái liền gần như bị thương cùng nhau, nhưng đám bảo vật của luân hồi thái tử đã bị Diệp Húc đánh nát đi vài món. Thánh bảo của hai người bọn họ đều cực kỳ xuất sắc, một bên là phòng chế phẩm của chứng đạo chi bảo của Nguyên Thủy Thiên Vương Trình Hợp Chư Thiên, một bên là 18 tầng địa ngục tách ra luyện chế, đều tự hiển lộ thần thông. Hai người va chạm trong chớp mắt đã công phạt mấy trăm lần, thánh bảo chấn động phá hủy đất trời, ngay cả hư không của thiên phần cũng không chịu được thánh bảo của hai người đánh liên tục,
bị đánh cho vỡ nát. Luân hồi thái tử, thánh bảo của ngươi đã bị ta đánh nát hơn phân nửa, ngươi còn thủ đoạn gì nữa đây? Bảo tháp treo cao trên đỉnh đầu Diệp Phúc, Hạ Thiên Quyền thì như một con cá lớn hung ác bay tới, bay lui quanh thân của hắn, nhe răng nhếch miệng. Hắn bước nhanh lên phía trước, bảo tháp rung lên áp chế tới luân hồi thái tử. Hắn cười nói, nếu ngươi chỉ có chút bản sự ấy, hôm nay luân hồi pháp vương cha ngươi phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Bảo tháp hạ xuống, chấn vỡ vài món thánh bảo còn lại của luân hồi thái tử, lại chấn cho gã phải hộc máu. Thiết thụ trong tay chỉ còn lại thân cây, lảo đảo lui ra sau. Dầm một tiếng, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, vỗ mạnh lên Di La Thiên Địa Tháp, đánh bay bảo tháp đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 181 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Cũng như Khánh Duy đã thông báo, bắt đầu từ ngày mai 19 tháng 11, trong vòng một tuần chúng ta chỉ có một tập liên hiệp. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.